với đèn sách lắm rồi đúng không? Đoạn đường mà các bạn phải đi á, chỉ còn có vài ngày nữa thôi là đã chạm vạch đích rồi. Thì cho anh hỏi các bạn một câu hen, là mình có cảm thấy xứng đáng không? Rồi, Thanh Vy, bà thấy là các em học sinh lớp 12 á, bây giờ học cực khổ miệt mài thì có xứng đáng hay không? Đương nhiên là xứng đáng rồi. Thì theo như các bạn thấy là ví dụ như là sau này mình nhìn lại khoảng thời gian sau mà đó mình cực khổ vất vả thì các bạn sẽ cảm thấy đúng là xứng đáng. Em nghĩ là nó rất là đáng. Tại vì khi mà các bạn đã tốt nghiệp 12, các bạn sẽ có một môi trường mới. Thì sau khi các bạn học đại học xong thì các bạn sẽ có một cái công việc ổn định, có thể nuôi sống bản thân mình. Xin anh, mình đánh đổi một năm 12 để mà mình đổi với một cái tương lai tươi sáng sau này thì rất là xứng đáng luôn. I have rapped in a program I did, a Weird Weekends episode about rap. Can you remember any of the rap that you did? My money don't jiggle jiggle, it folds. I like to see you wiggle wiggle, for sure. It makes me wanna dribble dribble. You know, riding in my Fiat, you really have to see it. 6'2" in a compact, no slack. Người ta nói yêu là chân bàn cho hết đi. Người ta nói yêu là đợi chờ, chẳng thấy gì. Tôi đau đớn, tôi gục ngã, nhưng điều quan trọng nhất là tôi tìm thấy sức mạnh của nội tại và tôi chiến đấu vì nó. Đại diện cho trường Đạo Văn Lang, tôi xin gửi lời chúc các em lớp 12 các trường trung học phổ thông có kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 được thành công tốt đẹp và gặp nhiều may mắn. Trường Văn Lang luôn mong đợi các em cho mùa tuyển sinh năm 2022. Rồi, xin chào tất cả các bạn. Chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học sắp tới thì thầy xin chúc tất cả các bạn nhiều sức khỏe. Chúc các bạn có một kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học đạt kết quả cao và rất là hy vọng là sẽ gặp lại các bạn ở ngôi trường Đại học Văn Lang của chúng tôi. Một lần nữa xin gửi lời chào và tạm biệt các bạn. Xin cảm ơn. Ok, xin chào tất cả các bạn học sinh. Thầy tên là Huỳnh Tấn Lợi, thầy đang là giảng viên khoa môi trường của trường Đại học Văn Lang. Sắp tới đây các bạn học sinh sẽ phải đối mặt với một kỳ thi rất là áp lực, cũng như là đứng trước ngưỡng cửa là lựa chọn trường đại học cũng như là ngành nghề mình sẽ định hướng trong tương lai. Thầy hy vọng các bạn có thể giữ được sự bình tĩnh cũng như là đối mặt được những cái giải quyết được những cái áp lực trong phòng thi của mình để có thể hoàn thành tốt được kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới của mình nhé. Vui lắm em ơi, lòng anh đang như mở hội. Xin chào tất cả các bạn học sinh K28 đến trường Đại học Văn Lang. Hẹn gặp lại các em ở trường Đại học Văn Lang. Hẹn gặp lại các em tại trường Đại học Văn Lang. Hẹn gặp các em tại trường Đại học Văn Lang.